Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thanh Huyền đến với tiểu mục Chuyện tối nay. Và xin được mở đầu chuyện tối nay bằng một câu chuyện có thể là nhiều người đã biết nhưng tôi vẫn muốn được nhắc lại. Đó là chuyến viếng thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tới nhà thờ Phan Huy Chú ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sự kiện này đặc biệt ở chỗ, tại đây thì một trong những người quyền lực nhất thế giới không chỉ gặp gỡ một số thành viên dòng họ Phan Huy mà còn thắp hương và để lại lưu bút. Và trong bút tích để lại thì ông Ban Ki-moon tự nhận mình là thành viên của dòng họ Phan. Mặc dù là đến nay thực hư của việc ông Ban Ki-moon là hậu duệ của dòng họ Phan Huy nổi tiếng hay không thì vẫn còn là một ẩn số, nhưng chuyến thăm của ông đã đủ để những người dân địa phương tự hào hơn về một dòng họ có truyền thống tốt đẹp. Và chúng ta thì ai cũng biết rằng là ở Việt Nam cũng như ở nhiều dân tộc khác ở phương Đông thì gia đình và dòng họ có một vị trí rất quan trọng trong tổ chức đời sống cộng đồng. Để duy trì và lưu giữ được nếp nhà thì nhiều dòng họ đã ghi lại trong những cuốn gia phả. Người xưa có câu, nước có sử, nhà có phả. Hiện nay thì khi xã hội phát triển và không còn khép kín như trước thì các mối quan hệ cũng được mở rộng hơn, thì gia phả ở Việt Nam được giữ gìn và truyền qua các đời như thế nào? Có nhiều họ phải cải đổi gia phả theo chính biến hay không? Có gia phả của dòng họ nào được dùng để đối chiếu chính sử hay không? Và sinh hoạt dòng họ hiện đang phổ biến ở các đô thị như thế nào? Đó sẽ là câu chuyện mà chúng tôi muốn bàn luận trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Và người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong câu chuyện này xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam. Và thưa quý vị, ông Thịnh là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu lịch sử các dòng họ, đồng thời thì tư vấn cho đại diện các tộc họ về phương pháp, cách thức lập gia phả một cách khoa học, hiệu quả và chính xác nhất. Và trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thịnh đã nhận lời mời tham dự của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Và câu đầu tiên xin được hỏi ông là ông có thể cho biết là hiện tại thì chúng ta có thể thống kê được là số lượng các dòng họ ở trên đất nước chúng ta hiện nay là bao nhiêu và có bao nhiêu gia phả dòng họ? Gia phả thì đóng vai trò gì trong tâm linh văn hóa người Việt? Thưa quý đài và bà con, thì cái gia phả hiện nay của chúng ta đó, trên đất nước chúng ta thì chưa có một cái cơ quan nào thống kê chính xác là có bao nhiêu cuốn gia phả. Nhưng mà theo các cái nguồn tư liệu mà chúng tôi có được thì chúng tôi thống kê được là ở đất chúng ta khoảng độ 694 dòng họ. Trong đó có 30 dòng họ lớn có liên quan đến chính sử. Vâng, và ông có thể cho biết là gia phả thì đóng vai trò gì trong văn hóa tâm linh của người Việt? Gia phả thì thực ra là có một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái văn hóa tâm linh và đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của người Việt. Bởi vì gia phả ở nước ta được ra đời từ rất sớm, có ngay từ thời Hùng Vương và trải qua các nhiều đời, các triều đại phong kiến, thì gia phả luôn đồng hành với lịch sử đất nước, luôn đồng hành với dân tộc. Ngày xưa thì gia phả được chủ yếu là dành cho các giới quý tộc, do các nhà quyền quý, còn người dân thì ít được viết đến gia phả. Bởi vì cái điều kiện của người dân để viết gia phả ngày xưa cũng còn rất nhiều hạn chế. Nhưng mà ngày nay thì cái điều kiện viết gia phả bây giờ là rất phổ biến. Bởi vậy nên là cái gia phả ở Việt Nam ấy, chúng ta có những ngày xưa có những cái bộ phả mà rất là quý, ví dụ như bộ Ngọc Phả Truyền Thư ở Cổ Lôi Vân Nội hẳn, thế rồi bộ Hoàng Triều Ngọc Phả từ đời Lý, Hoàng Tông Ngọc Điệp đời Trần, Hoàng Lê Ngọc Diệp đời Lê, và đời Nguyễn cũng có cả một cái bộ gia phả rất quý, nói về các vua chúa nhà Nguyễn. Và nhà Nguyễn có một cả một cái bộ gọi là bộ Tôn Nhân Phủ để chuyên quản lý và phụ soạn, phụ chép, phụ sao các cái loại gia phả của hoàng tộc triều Nguyễn. Vâng, như ông vừa chia sẻ đó là trong số khoảng gần 700 những dòng họ ở trên đất nước chúng ta đúng không ạ? Thì có 30 dòng họ lớn và những dòng họ này thì được dùng để đối chiếu chính sử. Vậy thì xin được hỏi là có hay không việc các dòng họ phải cải đổi gia phả vì những biến đổi của lịch sử? Cái này thì có. Ở chế độ phong kiến ngày xưa ấy, thì các gia phả có một số dòng họ có liên quan đến chính sử thì cũng có phải cũng do những cái biến động của lịch sử, do những biến cố của lịch sử thì có một số dòng họ là phải cải họ, cải tên nó, và thường là chạy về đất Thanh Hóa ngụ cư rất nhiều, nên phải nói là cái tỉnh Thanh Hóa của chúng ta hiện nay là quê hương của trăm họ đó. Bởi vậy nên là cái việc mà các dòng họ, bản chất của các dòng họ chúng ta, dân tộc chúng ta là rất đoàn kết,
đại đoàn kết từ xưa đến nay chứ không phải bây giờ mới có. Bởi vì do hoàn cảnh địa lý và địa chính trị, đất nước của chúng ta triền miên có thiên tai địch họa và luôn luôn có chiến tranh. Bởi vậy nên là những cái lúc cam go của đất nước thì cái đại đoàn kết dòng tộc của các dòng họ trên đất nước chúng ta là phổ biến, là đại cục và rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số dòng họ có liên quan đến chính sử, do có triều đại nó thay đổi với triều đại kia thì cũng có những cái mâu thuẫn. Nhưng cái đó là rất nhỏ, cái rất nhỏ. Mà phần lớn là cái đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết dòng họ thì dân ta vẫn giữ chưa chân truyền hơn 4.000 năm nay. Vâng, xin cảm ơn ông và chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi câu chuyện này ở phần sau của chương trình. Và thưa quý vị, là trong mỗi dòng họ thì thường có những người làm công việc ghi chép lại gia phả qua các thế hệ. Cuốn gia phả giúp cho mỗi người dù sinh con đẻ cái, mất đi thì vẫn nằm trong sợi dây liên kết của gia đình và dòng họ. Trong nhịp sống hiện đại và hối hả hiện nay thì việc xây dựng và lưu giữ gia phả của các gia đình đang được thực hiện như thế nào? Trần Tông Môn, nhà thơ dòng họ Trần ở thôn Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nơi đây lưu giữ nhiều bản sắc phong chữ Hán của con cháu nhiều đời họ Trần. Ông Trần Văn Thức là một trong năm trưởng chi thuộc dòng họ ở trong làng. Ngoài việc trông coi nhà thờ chi hai, ông còn là người đang lưu giữ hai bản gia phả quý của dòng họ. Từ cái thời kỳ Pháp, năm ba mấy cơ, quyền phải là gốc thì đâu rồi, truyền các cụ truyền lại cho nên ông nội tôi và bố tôi truyền lại là tôi giữ cái quyền phải này là từ năm 45. Dòng họ Trần chiếm 1/2 dân số của làng Thượng Cát. Đó còn chưa kể số lượng con cháu lập nghiệp đi làm ăn xa, sinh sống. Con cháu lập nghiệp đi làm ăn, sinh sống nơi xa. Cuốn gia phả chính là sử liệu mở của dòng họ, được những người cao tuổi, có uy tín trong họ cập nhật. Qua xem xét thì thấy là có một số nào điểm nào đó mà các gia đình người ta thấy là họ tên nó chưa chuẩn hạn, cuộc đời nó có vấn đề gì, nó sơ suất hạn thì chúng tôi cũng chỉnh lại. Thứ hai nữa là tôi bổ sung thêm các đời về sau. Và thứ ba nữa là tất cả là gia đình họ là đã từ lúc chào đời, từ lúc đầu tiên đến lúc chào đời là đều có trong phải hết mà chúng tôi ghi chi tiết. 18 đời đã được ghi trong cuốn phả mới của dòng họ Trần làng Thượng Cát. Và con số đó vẫn chưa dừng lại. Đó là một báu vật của dòng họ Trần làng Thượng Cát để con cháu họ dù đi đâu xa cũng không thể quên gốc gác của mình. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thịnh là một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu lịch sử các dòng họ, thì theo ông thì cách thức và phương pháp ghi gia phả như thế nào là hợp lý và khoa học? Theo tôi thì cái cách mà ghi gia phả mà hợp lý nhất, khoa học nhất là ta vẫn phải giữ cái cách truyền thống của ông cha ta đã viết về gia phả, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nên bổ sung thêm những cái tư liệu mới của thời nay. Và bổ sung đặc biệt là những tư liệu đã được điền giã, đã được khảo sát và bổ sung vào cái cuốn gia phả để cho cái cuốn gia phả ngày nay nó thêm hoàn thiện hơn so với cái cuốn mà của ngày xưa các cụ. Thì ngày xưa các cụ thì viết gia phả là thường là viết ở một cái chế độ đóng, tức là các cụ viết cũng rất đơn giản, chỉ có thế thứ, ngày dỗ, ngày mất thế thôi. Thế và theo cái mạch huyết thống của dòng họ. Nhưng ngày nay xã hội của chúng ta phát triển thì chúng ta cần phải đưa vào gia phả những thông tin khác, thông tin về văn hóa, về khoa học, những cái thông tin mà liên quan trực tiếp đến chi họ, đến cái cuộc sống của từng gia đình, của từng tộc họ. Thì đó là những cái thông tin thời, chúng tôi cho là những thông tin có tính thời sự và cần phải bổ sung vào gia phả để lưu giữ cho đời sau. Vâng, và tôi có quan sát thấy là ông mang đến trường quay khá là nhiều những cuốn sách mà ông tâm đắc, ông có thể giới thiệu với khán giả của Chào Buổi Tối ngày hôm nay được không ạ? Đây xin giới thiệu, đây là một cái cuốn phả của dòng Nguyễn Phúc Tộc. Dòng này là dòng của nhà các triều vua nhà Nguyễn, dòng thời phả. Thế và ngoài ra còn một số cuốn phả của các dòng họ khác. Thế và đây chúng tôi cũng đã có một cái cuốn, soạn một cái cuốn mà phối hợp với cái Trung tâm Nghiên cứu Gia phả Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là Viện Lịch sử Dòng họ Thành phố Hồ Chí Minh, làm cái cuốn cách dựng một bộ gia phả hoàn chỉnh. Thế thì cái cuốn này chúng tôi cũng với cái hầu là muốn làm viết để làm sao dễ đọc nhất, dễ hiểu nhất thì bà con có thể tiếp cận được cái việc viết gia phả. Thế còn viết một cuốn gia phả hay và kỳ công ấy, thì
thì nó cũng phải đòi hỏi có cái sự giúp sức của chuyên môn thì mới có được cái cuốn gia phả hoàn chỉnh. Nhưng đây là một cái cuốn viết được theo cái cuốn chúng tôi hướng dẫn thì đã viết được một cuốn gia phả bình thường, tốt được. Vâng, xin cảm ơn ông. Đủ tư liệu. Vâng, và thưa quý vị, tôi được biết là giới nghiên cứu về gia phả thì có câu nói vui rằng là nói về gia phả thì có cả ngàn lẻ một câu chuyện lý thú để nói còn chưa hết. Bàn về gia phả thì cũng có cả ngàn lẻ một ngày bàn còn chưa xong. Điều đó cho thấy là nét độc đáo riêng có của gia phả Việt Nam. Cái độc đáo hơn nữa là ngày nay thì mặc dù xã hội phát triển, con người có xu hướng là mở hơn, thì những sinh hoạt dòng họ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng nếp nghĩ, nếp nhà. Và xin mời quý vị và các bạn cũng như là vị khách mời ngày hôm nay của chương trình tới với một phóng sự ngắn về sinh hoạt của dòng họ được chúng tôi ghi lại ở huyện Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh. Dựng dạp, làm cỗ. Đây không phải là một đám cưới, mà là ngày giỗ họ của dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Đảo Xá, Phong Khê, Bắc Ninh. 5 năm mới có một ngày giỗ họ như thế này. Thế nên con cháu, dù xa hay gần, tất cả đều tề tựu, lên đến gần 100 người. Mang cái truyền thống từ các cụ xa xưa, cổ xưa, tức là muốn là lưu lại cái ngày giỗ này nhớ của dòng họ, của cái thế là gia đình. Để truyền lại cho các con, các cháu, các thế hệ về sau hiểu rằng có thế là có cha ông, rồi có các cụ đã sinh thành ra mình. Bây giờ các thế hệ đã thành đạt thì lại có cái tưởng nhớ đến các cái nguồn gốc. Trong một năm ngồi tụ họp với nhau gọi trong ngày sinh hoạt này là rút kinh nghiệm. Cái gì ai làm được, cái gì ai chưa làm được trong dòng họ, trong anh em. Có những cái vấn đề nào mà nó tốt thì ta động viên, và có những vấn đề nào nó chưa tốt là anh em là gọi là ngồi rút kinh nghiệm. Trẻ em vui thích vì được quỹ khuyến học trao thưởng. Người lớn thì xúc động vì có dịp gặp gỡ sum vầy. Bây giờ được về đoàn tụ với gia đình là mình cũng thấy rất là vui sướng. Rất là vui sướng mà cũng cảm ơn các cụ. Người ta nói là ơn phúc tổ tiên. Này thì con cháu sẽ được vinh hoa. Những sinh hoạt dòng họ như thế này truyền tải bao giá trị truyền thống. Sâu sắc nhất có lẽ chính là đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn. Vâng, xin hỏi ông Nguyễn Văn Thịnh, đó là ông nghĩ sao về sinh hoạt dòng họ thời nay? Có điều gì, điểm gì khác so với thời xưa hay không? Sinh hoạt dòng họ thời nay thì cũng có nhiều điểm khác với thời xưa. Nhưng mà về cơ bản thì cũng giống cái sinh hoạt của thời xưa. Vì dù sao mình cũng phải giữ được cái truyền thống sinh hoạt dòng họ ngày xưa là cơ bản. Thế cái thời nay thì cái sinh hoạt dòng họ nó cũng sôi nổi hơn, phong phú hơn và có nhiều nội dung hơn. Những cái nội dung phổ biến của sinh hoạt dòng họ thời nay ấy, là các cụ đến gặp mặt nhau là để mang gia phả đến để ghép nối hệ tập, để đối chiếu thông tin tư liệu trong gia phả. Đấy. Hai nữa là các cụ tổng kết những cái hoạt động của cái ban trị sự hoặc hội đồng tộc họ trong cái chi họ đó, trong một cái nhiệm kỳ đó hoặc trong một cái năm đó, năm giỗ đó. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất là cái phần chính giỗ, là các cụ tổ chức theo đúng nghi lễ ngày xưa, rất là trang trọng, là cái phần chính giỗ để tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên. Và sau nữa là các cụ mới đến cái phần mà trao học bổng cho các cháu, trao thưởng cho các cháu những quỹ khuyến học, khuyến tài đó. Thế thì xã hội ta ngày càng phát triển thì phú quý cũng sinh lễ nghĩa, chúng ta cũng có đầy đủ cơm ăn áo mặc rồi, thì những cái quan tâm của các dòng họ bây giờ là đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ cả về vật chất, cả về tinh thần, và đặc biệt là bồi dưỡng về cái truyền thống văn hóa dòng họ trong thế hệ trẻ ngày nay. Vâng, vậy thì ông có thể chia sẻ rất ngắn với những khán giả đang xem truyền hình ngày hôm nay, đó là chúng ta cần phải làm gì để lưu giữ những cái nét đẹp truyền thống tốt đẹp của ông cha giống như là những sinh hoạt dòng họ như vậy? Cái truyền thống tốt đẹp của ông cha ngày xưa ấy, thì thật ra ở nông thôn có điều kiện duy trì tốt hơn ở thành phố. Là vì thành phố thì thường là nơi đô hội thì có nhiều cái lượng thông tin quá, có nhiều phương tiện nghe nhìn quá, nên là các ít quan tâm đến những cái thông tin về văn hóa truyền thống. Nhưng ở nông thôn thì bà con lại rất quan tâm đến văn hóa truyền thống. Và bà con luôn luôn giữ cái đạo nhà nó rất quan trọng hơn thành phố. Và hai nữa là thành phố chúng ta thì nhất là tuổi trẻ thì lại có cuộc sống công nghiệp. Ai cũng phải lo ăn, lo mặc, lo cuộc sống. Bởi vậy nên nó cũng cuốn hút vào cái tác phong sống công nghiệp ấy. Thì cũng ít có điều kiện để tham gia vào những cái hoạt động truyền thống.
Thế thì cái này thì chúng tôi, nhưng mà cũng rất mừng là có năm hoạt động gần đây á, là chúng tôi thấy là nếu như trước đây là chỉ có các cụ già đi hoạt động dòng họ, đấy, là những năm thập kỷ 70, 80, 90. Nhưng từ những thập kỷ 2000 trở lại đây thì tuổi trẻ đi hoạt động rất nhiều. Đó, tham gia hoạt động dòng họ tuổi trẻ rất nhiều. Và đặc biệt là cái lực lượng tuổi trẻ đã đóng góp với cái thông tin tư liệu, làm các cái cập nhật các cái thông tin tư liệu dòng họ rất tốt. Quả là một thông tin rất đáng mừng đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thịnh vì những chia sẻ với khán giả của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, người xưa có câu là lá rụng về cội, có nghĩa là dù đi đâu làm gì hay là ở trong xã hội nào thì mỗi người trong chúng ta đều hướng về nguồn cội và có nhu cầu gắn kết với những gốc rễ của chính mình. Và gia phả chính là thứ có thể giúp chúng ta hiểu hơn về nơi mình sinh ra, gốc gác của gia đình mình, để từ đó kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta. Những cuốn gia phả có tính chất là bách khoa toàn thư về dòng họ, về xã hội quá khứ sẽ giúp chúng ta thu hoạch được rất nhiều tri thức bổ ích về văn hóa gia đình, về các mặt sinh hoạt xã hội thời xưa với những phong tục tập quán rất truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.